chúng ta đi tham quan tháp chùa và tượng Phật Quan Âm làm bằng hoa bất tử nha các bạn. Chai của cái chai đó các bạn, không biết sao là số lượng cực kỳ nhiều. Những cái cây cột hay là những cái con rồng con phụng được làm xung quanh chùa đều có những cái miếng đó nó đính lên trên. Đây cầu thang đi lên tháp nè các bạn. Nè, các bạn có thấy không? Đây cái miệng của tô chén nha các bạn. Rồi anh Phước anh chùi vô chai là nó như vậy đó các bạn. Nó khắp nơi. Ghép là được như vậy là cả một quá trình. Đây là tầng đầu tiên của tháp. Mình sẽ đi tham quan tượng Quan Âm trước nha các bạn. Đây là tượng Quan Âm được làm bằng hoa vạn thọ đó các bạn. Phật tử tới đây rất là nhiều. Bên cạnh tượng Quan Âm có một cái bàn về kỷ lục thế giới nặng 3 tấn nha các bạn. 30 nghệ nhân và 600 Phật tử làm liên tục trong 36 ngày và một kỳ công. Không dễ gì có thể làm được điều này. Chúng ta ngắm tượng Quan Âm một lần nữa, chúng ta sẽ tham quan trên tháp. Đó, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tham quan tháp từ tầng 1 nha các bạn. Đây có một cái chuông này các bạn. Chuông nặng 8.500 kg, cao 4m3, miệng rộng 2m3, do thợ Huế thi công các bạn. Ở trên chuông chúng ta có thể thấy có vô số các tờ giấy thành tâm cầu nguyện của Phật tử.
chúng ta đi lên mà để giày dép ở dưới, đi lên tham quan nha các bạn. Cầu thang sắt chỉ vừa một người đi, nếu các bạn đi dưới con nít thì nên cẩn thận một chút. Các bạn ở trong tháp cũng toàn là được làm từ các loại tô chén rất mạnh vỡ, thì có thể có số lượng nhiều như vậy cũng thật là kỳ công. Đây chúng ta đã tới tầng 2 của tháp. Đây, từ trên tháp nhìn xuống đó các bạn, giờ buổi trưa cho nên người tham quan đã thưa thớt dần đó. Nhìn xa các bạn thấy các khu vực trồng dâu của người dân nữa các bạn. Còn đây tượng Phật rất uy nghiêm. Nên tới tầng này thì tháp đã nhỏ bớt nên cái phòng nó đã nhỏ. Ở đằng sau tượng Phật có vô số cái loại sách Phật giáo nè các bạn. Tiếp tục đi lên cầu thang nha các bạn. Ở đây tầng nào cũng có hai cái cầu thang, nó ghi rõ đường lên và đường xuống nè các bạn. Lên thêm một tầng nữa thì khung cảnh xung quanh nó rộng rãi và nhìn thoáng mát hơn các bạn. Không khí trời Đà Lạt lúc này là cực kỳ đẹp. Tầng này thì phía sau tượng Phật không có gì hết nha các bạn, vì căn phòng nó đã nhỏ rồi. Chúng ta tiếp tục lên trên. Đây là một lần nữa chúng ta thấy khung cảnh rộng hùng vĩ to lớn của thành phố Đà Lạt. Trước mặt các bạn là cái tòa nhà với cả nhiều tượng Phật cũng có phục chùa, nhưng mà nãy nó có cái bảng đang sửa chữa cắm vào, không thể nào tham quan được. Đây là tượng Phật Bà Quan Âm ở tầng 3 của tháp nha các bạn. Nên có một cái chuông, có vẻ là có nhiều người thiếu ý thức đã viết lên trên đó rất nhiều. Mọi người đi tham quan đừng có nên như vậy nha các bạn.
nơi công cộng, nơi linh thiêng thì chúng ta nên thực sự. Tới từng này thì chỉ còn có một cầu thang thôi các bạn, có vẻ gì diện tích nó đã thu nhỏ lại, chúng ta tiếp tục đi lên. Cách làm cầu thang nó cũng đã nhỏ lại nhiều. Nên trên đây cũng có cảm giác là mọi thứ đã nhỏ lại. Do lần này công đi vào thời điểm trong tuần nên không có nhiều khách, với lại hiện tại đang là buổi trưa. Chứ lần trước công đi thì thật sự là khói hương nghi ngút, số lượng người đi lên đi xuống là chỉ có thể chờ đợi. Chúng ta đã tiến tới tầng cuối cùng. Ở đây nhà chùa cũng nhắc chúng ta không được dựa leo lên những cái nguy hiểm nha các bạn. Đây là tầng 5 của tháp rồi, cho nên thật sự là sẽ có vấn đề khi mà mình dựa vào đó. Còn đây là tượng Phật Thích Ca, tượng cũ chùa Vĩnh Phước năm 1949 nha các bạn. Không biết các bạn có chú ý không, nhưng mà cái lượng nhang nó tỷ lệ nghịch với số tầng đó các bạn. Giống như là không có nhiều người để lên tới trên đây, càng lên thì số lượng nhang cắm càng ít. Giờ chúng ta đi xuống nha các bạn. Vậy là công vừa dắt mọi người đi tham quan chùa Vĩnh Phước. Thực ra có còn khu bán đồ ăn, đồ lưu niệm á các bạn, với khu nhà vệ sinh, nhưng mà chả lẽ là quay những chỗ đó. Thì chúc các bạn có những trải nghiệm vui vẻ. Và nếu ai có đi tới chùa tham quan thì nhớ có để lại vài nén nhang và chúc công đức nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau.